Xin Thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không có, nếu không, có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo? Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế. Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích. Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích. Mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi, nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi mình nhớ xin số phone, còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một mình cùng một cái nghiệp lực ấy. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất á, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc: sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc với nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được.
Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Tu hành phải đợi kiếp hôn. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ? Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu? Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á. Ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi Hòa Thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, Ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm, nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của Ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của Ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tính nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tính, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc. Chỉ cần tính nguyện là được về, còn nhất tâm bất loạn thì trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa Thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tính, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tính nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói làm sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tính nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải, thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mình nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách hôm bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên đó: thầy ơi, có một bà cụ á, rất là muốn gặp thầy. Và bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói, cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Phật Hòa với một cô Phật tử nữa đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone đi làm, phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì? Thì tao ở với ông Pháp Hòa với ai. Ông mở băng á, nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái là tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Pháp Hòa đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết là khi mà đi về đó,
là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn, nó loạn sóng rồi, không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS, cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm giùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây, nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi, mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về, chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nữa. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này, tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đây chúng như mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó, nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Tại muốn ông bà nhìn ra mình, với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp không, mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù kẻ thù, trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó có trong phim Tàu á. Nó ba nó sắp chết, dặn nó con phải trả thù cho cha. Không chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đâu nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ? Bà nó hỏi, giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu lắm. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy xức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời ơi cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm.
nguyện, chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng đó, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi tôi ráng. Thí dụ vậy, thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế. Coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác. Nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống bây giờ tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn gì đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù, mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh đó, trù linh đó mà mình đạo lại: à, bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi, người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ, đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái, cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn. Tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó ác cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ hắc chứ không phải là cu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu, và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu, để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói trời ơi Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó không à. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có.
Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên đó, cái chữ cửu huyền mà ông bà mình nói, có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cửu huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông Sơ, ông Sợ, ông Sẩm, Mọ, ông Mẩm gì đó, sẽ trên trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc. Thưa Thầy, cho con hỏi, trong các ngày lễ lớn như Phật Đản, Vu Lan, Tết, vân vân, các chùa hay gửi cho Phật tử tờ giấy cầu an, cầu siêu. Con nhận thấy có nhiều người ghi một danh sách cầu an rất dài để tất cả bà con cháu chắc trong gia đình, mà toàn là mạnh khỏe chứ không phải bị bệnh. Như vậy có lợi ích gì? Con cứ tưởng là người bệnh, đau ốm hay tai nạn mới cầu an. Sau buổi hành lễ quý thầy đã mệt, lại phải đọc một sắp tên tuổi quá nhiều. Lại có nhiều thầy ở Việt Nam mới qua nước ngoài, trong lúc đó trẻ còn trong lúc đó trẻ con toàn tên bằng chữ ngoại quốc khó đọc. Nói tóm lại là không trang nghiêm. Xin thầy giảng cầu an cho người bệnh hay cho người khỏe. Em nói làm cũng kẹt hết. Thật ra đó, chùa thì tùy thuận Phật tử gửi cho mình cái giấy thông báo, rồi kèm theo cái mẫu cầu an cầu siêu, just in case you need it. Không, nếu mình cảm thấy mình không cần thì thôi. Còn nếu thí dụ mình có ghi, mình cũng có thể ghi đại diện. Ví dụ như nguyện ông bà, cha mẹ mình, đại khái một vài người rồi cùng gia đình. Rồi trong này thì cái cô vị Phật tử này cũng nóng ruột cho quý thầy á, coi như là mình ghi, trời ơi nhiều đứa nó có. Mà nhất là các thầy không biết đọc tiếng Anh á, phải không? Mà gặp mấy cô gặp mình mà lấy chồng Mỹ nữa, phải không? Rồi cái thí dụ như mà gặp mấy cái họ khó đó, gặp họ khó là Elizabeth Alexandra thì đọc rồi ở dưới này tẩm tẩm cười, phải không? Thì cô này cũng thấy cũng có lý. Cho nên á, khi mình ghi danh sách cầu an cầu siêu á, trừ trường hợp người nào không có tên Việt. Còn nếu mà con cháu mình có tên Việt nên ghi tiếng Việt để quý thầy đọc cho nó dễ. Mà quý thầy đọc dễ, Phật ổng nghe cũng rõ. Thầy đọc và thầy còn trẻo miệng, Phật ở trên Phật không biết. Đây là nóng ruột thôi, không sao. Cho con xin hỏi, tượng Phật Di Lặc và Quan Âm Lộ Thiên ngoài hoa ra, ngoài hoa quả ra, có nên cúng xôi chè và bánh trái không? Vì con thấy nhiều chùa cúng xôi chè mà bị chim chuột kiến ăn, nên đem đổ như vậy có tội. Cái này đi hỏi chùa nào ta có cúng vụ này nè, rồi mình lại mình nói với người ta. Người ta cúng mà biểu em giải quyết làm sao được. Mà rủi Quan Âm đó, Di Lặc nó thích chè rồi làm sao? Em biểu em trả lời mấy này kẹt em lắm rồi. Rồi bữa nay em gặp Quan Âm Quan không nhìn. Nói em mà you cut off my portion. Thật ra quý vị nhớ nãy mình có câu sâu sắc không? Sâu sắc và thảnh thơi không? Mình cúng chè xôi là tâm của mình, nhưng mình phải sâu sắc nhìn vấn đề là mình cúng như vậy cái chè xôi này có thể để bao lâu.
chứ có ai cấm mình cúng đâu. Cúng là do lòng thành, chứ Quan Âm cũng có nói I like chè chí mẹ phủ tôi đâu có thích chè táo sọn đâu. Mình cúng là mình phải tự biết cái gì có thể để lâu, cái gì phải dọn liền. Xin lỗi, cúng cái gì mà có nước cốt dừa 5-10 phút đem vô thôi. Quan Âm đợi Quan Âm ăn xong tới phiên mình ăn đau bụng. Cho nên sâu sắc là cái đó, thảnh thơi là cái chỗ đó đó. Ví dụ bây giờ nè, mình đem chén chè lên mình cúng phải không, 5 phút sau có người vô bưng vô, thảnh thơi đi. Ê, tôi mới cúng mà sao dọn, Quan Âm chưa ăn xong. Mình cúng là đành, Phật chứng biết rồi. Cái đó là lòng thành của mình. Nhưng mình phải sâu sắc ở cái vấn đề là mình cúng cái gì lên trên đó. Thí dụ như giờ người ta đem nguyên cái, có nhiều người ta thích đem gạo, đem dừa, ta đem lên chánh điện ta cúng. Mình cũng trì thượng cho ta để một chút, nhưng mà rồi phải dọn. Trời ơi, chụp hình lên cúng nguyên bao gạo ba nàng tiên gạo hai con tôm gạo con gà. Mình phải cúng là mình cúng là cái quyền của mình, nhưng mình phải sâu sắc là mình biết ở cái môi trường nào mình cúng. Cho nên cúng gì cũng được hết, nhưng mà ở trên bàn Phật cúng chè xôi là được rồi, không cần mì xào, không cần chả giò, không cần mấy cái đó, vì mấy cái đó là mấy cái món của thế gian mình dùng. Còn cúng Phật chè xôi hoa trái, hễ mà trái cây, thậm chí á, xin thưa đại chúng vậy nè, có thí dụ bây giờ bữa nay ngoài đường gió quá, quý vị đâu có thắp đèn cúng được, thắp đem ra là tắt liền, thì không cần để đèn. Mình bởi vì bị ngoài đường gió quá, thì bây giờ nếu mà nói chè xôi thì phải có thêm nhang đèn, thì nó phải tùy thuận chứ. Cho nên mình làm gì cũng được hết, nhưng mà cái quan trọng là mình phải tư duy coi cái việc đó mình làm nó ở mức nào. Trời đang mưa ào ào rầm rầm sấm sét vậy, ra cầm đi từng bước bưng khay lễ rồi ra thỉnh, trời nó làm cái bụp cái vụ rớt xuống này. Mình phải tùy chuyện đi. Hỏi làm gì vậy? Thỉnh sư. Cái khay lễ có một chút mà bưng nguyên chậu cao vậy nè, rớt tới rớt lui, đèn không đủ rồi đem cặp đèn lên. Mà Pháp Hoài hay chọc hoài, thỉnh thầy ra giảng, ra làm lễ vậy, giữa cái lư hương hai bên hai cây đèn, xem chậu bông nữa, thêm giữa trái cây nữa, thành nguyên bàn thờ ổng rồi. Đơn giản thôi. Quý vị thấy mấy ngày nay có khay lễ gì đâu, mà cũng đủ lễ vậy. Mình làm không ai cấm, nhưng mình phải có sâu sắc ở trong đó, nghĩa là mình có tư duy trong mọi vấn đề mình làm. Phật giáo hay vô cùng. Phật giáo là gì? Là lời dạy sống tỉnh thức, chứ không phải ba cái râu ria đó. Mình làm gì cũng được, mà cái quan trọng mình có chánh niệm trí tuệ thổi vô trong đó cái ý nghĩa gì trong cái việc làm của mình. Cho mình tu mà không cực khổ gì hết là tu thảnh thơi chứ gì nữa. Vì sao mà tu thảnh thơi? Vì có sâu sắc. Còn thí dụ như gặp chim chuột thì nó lên nó ăn hoài đó. Quý vị có nghe câu chuyện là hạt cơm của Phật chưa? Câu chuyện đó Hòa Thượng Nhất Hạnh kể đó. Hồi nhỏ đó, ngài đi cúng ngọ trên bàn Phật, mỗi ngày cúng cơm là dở chén cơm ra. Thì ngài cứ thấy có một con thằn lằn á, nó bò vô cái chén cơm đó, nó gấp gạo rồi nó đi cơm nó ăn, mà ngài tức lắm. Thì bữa khác quyết định là đậy nắp bát lại không cho thằn lằn ăn. Mấy ngày sau mừng quá trời luôn, cơm nguyên không có ai, nhưng cuối cùng phát hiện thằn lằn đã chết. Thì câu chuyện đó ngài mới kể là ngài thấy rằng mình cúng một chén cơm cho Phật, sợ con thằn lằn ăn rồi nó chết hay là gì, so với một vài hộp cơm mà con thằn lằn ăn trong cái chén cơm đó thì có là bao. Phải không? Hòa Thượng kể câu chuyện đó, quý vị đọc cái cuốn đó đó. Cái cuốn đó có cái tên là Tình Người. Và cái cuốn đó nhiều câu chuyện thật của Hòa Thượng kể trong đó, thời Hòa Thượng còn là một chú tiểu. Có những câu chuyện rất hay và rất thâm thúy.
Có chùa thì tu một ngày bát quan trai, có chùa thì tu một ngày niệm Phật, có chùa thì tu chú Đại Bi. Dạ, ba cách tu này có giống hay khác nhau? Nếu khác thì lợi ích của mỗi pháp tu là gì? Cái giống là giống ở cái tâm niệm, phương tiện tạo điều kiện cho Phật tử tu. Còn cái khác là cái cách tu. Ví dụ như hôm nay trong một cái không gian chánh điện này, chúng ta vừa làm lễ Phật đản, vừa phải ăn cơm quá đường, vừa phải tắm Phật, vừa phải cúng linh, trong một cái chánh điện này thôi. Mà quý vị thấy sáng và sắp không? Nó không có phiền hà ai hết, mà nhịp nhàng mọi việc. Cái nào nó ra cái đó, phương tiện mà. Nhưng mà miễn làm sao mỗi phần nào nó cũng hạnh phúc phần đó. Người không tham gia khóa tu vẫn được mời cơm, và người Phật tử không tham dự khóa tu đi tới đây dự lễ Phật đản vẫn được làm cái lễ của mình đến, ý nghĩa ngày đến là tắm Phật. Gia chủ tới đây cúng người thân vẫn không bị trì trệ giờ giấc. Ban hành đường vẫn làm việc được của ban hành đường. Cho nên cái ý nghĩa làm chung là bát quan trai là giữ tám giới, trì chú Đại Bi là nương năng lực của Đại Bi thần chú, hay là một ngày niệm Phật là cho chúng ta niệm Phật tịnh thanh tâm, cầu vãng sanh, thí dụ vậy. Ba cách nó khác mà, nhưng mà mục đích nó chung. Mục đích nó chung, còn cái cách thì nó khác. Và quan trọng là chúng ta cái nào nó cũng lợi ích hết á. Và chúng ta phù hợp với cái nào thì chúng ta nương cái pháp đó chúng ta tu. Đừng có sợ thôi tôi phải tu bát quan trai ngày, tại vì bát quan trai là giữ giới, rồi mai tôi được, mai mốt tôi được xuất gia, tôi phải niệm Phật để tôi vãng sanh, tôi phải trì chú Đại Bi để tôi phù hộ. Coi mình vừa được vãng sanh, vừa được phù hộ mà vừa muốn đi tu nữa. Thật ra cái đó tùy anh em mình, lợi ích đều có giống nhau. Cách đây hơn 32 năm, con có một người con trai yêu thương và muốn cưới con làm vợ, nhưng con thì không biết và không yêu người đó. Con không đồng ý. Sau đó anh đó và con cũng đã có gia đình riêng. Nhưng gần đây, cách đây khoảng 2 tháng, thường nằm mơ thấy anh đó, nên con có liên lạc cho chị của con thì được biết là anh đó đã mất rồi. Thưa thầy hoan hỷ cho con lời khuyên như thế nào? Thì anh mất rồi chứ như thế nào? Nhiều khi á, cái người đó họ có cái tình cảm với mình sâu sắc, duyên không có thành, nhưng mà cái tâm người đó vẫn nhớ nghĩ đến mình. Thì khi người đó mất đi thì cái thần thức của họ đến thăm mình. Cũng giống như mình mất ở nước ngoài mà mình nhớ ai Việt Nam là mình cũng có thể có mặt ở Việt Nam cho người đó. Bởi vì mình không đi bằng cái thân xác nữa, mình đi bằng tâm thức. Và cái tâm thức đó nó không hình tướng, cho nên cái sự đi lại của nó rất là năng lực và tự tại. Thì giờ bây giờ nếu mà vị Phật tử này thấy như vậy đó, nếu biết tên họ của anh, mình nên cầu nguyện cho anh. Anh không có gì đối với mình hết, anh chỉ về thăm mình theo cái tình cảm ngày xưa thôi, thì mình có thể cầu siêu cho anh, gửi một lời cầu nguyện cho anh. Và nếu muốn có thể khuyên anh, thôi mình hãy nên phát tâm cầu giải thoát hơn là dính mắc vào những chuyện tình cảm. Cái này đúng với cái câu mà tóc mai sợi ngắn sợi dài, lấy nhau chẳng được, thương hoài ngàn năm. Tình không tình chỉ đẹp khi tình gian dở. Xin thầy cho con hỏi, trong kinh điển Phật giáo có nhắc đến Thượng Đế tối cao không? Nếu không có, nếu không có phải vì Phật giáo không tin vào đấng tối cao, hay vì điều đó không quan trọng đối với mục đích giải thoát khổ của Phật giáo?
Thưa đại chúng, Phật giáo không dùng chữ Thượng Đế, Phật giáo dùng cõi trời. Và vị Thượng Đế mà Thiên Chúa gọi đó, Phật giáo gọi là Trời Đế Thích. Nếu nói theo trong Hán thì gọi là gì? Thích Đề Hoàng Nhân. Thích Đề Hoàng Nhân tức là Trời Đế Thích, mà Trời Đế Thích tức là Thượng Đế mà bên Thiên Chúa gọi. Trong Phật giáo chúng ta cũng có những người tu lên tới cõi trời, như là những người tu thập thiện, những người mà quý vị thường nghe nói sanh về cõi trời. Vậy thì cõi trời đó là cõi trời Thiên Chúa nói đó. Nhưng mà bởi vì Phật giáo thì chúng ta đặt cái vấn đề là giải thoát hơn là cầu sanh về các cõi. Nếu các cõi đó chưa phải là cái cõi gọi là hoàn toàn thoát ly sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình lọt qua được nước Mỹ rồi, như là sống cõi trời đi, nhưng mình nghĩ là nước Mỹ này là cái nơi mà bảo đảm mình không bao giờ rơi rớt không? Không. Nếu mà từ nơi nước Mỹ này mà chúng ta biết gây thân lập nghiệp thì chúng ta đi lên nữa, cuộc đời mình thăng tiến nữa. Nhưng nếu chúng ta không biết mà nghĩ rằng mình lọt qua nước Mỹ rồi thì cứ ăn chơi, cứ làm những điều ấy thì rơi rớt cũng như thường, nghèo khổ như thường, mất của như thường, và thậm chí phạm pháp bị trả về cái đất nước nguyên thủy của mình như thường, luân hồi sanh tử như thường, cho dù ở cõi trời. Nhưng mà nếu người được sanh về cõi trời mà nương cõi trời đó mà tu nữa thì đi nữa nữa. Cho nên chúng ta gọi là cõi Phật. Cõi Phật nói một cách khác là giải thoát. Con có hai câu hỏi. Nếu mình sống tốt khi chết sẽ đi về đâu? Mình có gặp lại người thân, ba mẹ, bà con quyến thuộc đã chết không? Ba mẹ của mình có nhận ra mình không? Thật sự ra có. Nếu trước khi ba mẹ đi mình nhớ xin số phone, còn không là đừng đổi email để ba mẹ báo cho mình biết mình ở đâu. Thưa đại chúng, thật ra cái này là những cái câu hỏi bình thường trong cái suy nghĩ của mình. Điều đó đúng thôi. Ví dụ mình cũng wonder là bữa chết mình đi đâu, rồi người thân mình có gặp nhau không? Gặp chứ. Nếu mà mình cùng một cái nghiệp lực với nhau. Hồi xưa sư bà Thể Quán á, ở ngoài Huế á, sư bà chăm sóc mẹ già. Thì khi mẹ già mất á, sư bà làm một bài thơ 4 câu như thế này: mẹ về với Phật ít năm thì, từ giả ta bà con cũng đi. Mẹ nhớ đón con về đất Phật, mẹ con cùng dự hội liên trì. Mình thường hay đọc: sự vui trời cũng chẳng bì, nói cõi cực lạc đó nghe, đêm đêm thông thả ngày thì vui chơi, sống lâu kiếp kiếp đời đời, không già không chết không dời đi đâu. Đó là những cái câu mà trong mấy bài sám hồi nhỏ và tụng á. Phật như thể mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi. Lầu vàng đài báo thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu. Đó là diễn tả cõi cực lạc. Nếu ngay đời này chúng ta gieo cái nhân không ơn, không oán, không sầu, cõi đó cũng thế, không già, không chết, có đâu luân hồi. Tánh xưa nay đã sạch rồi, gương xưa nay đã lau chùi trần ô. Tu hành phải đợi kiếp mô. Kiếp mô là kiếp nào á? Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngày nào mình còn ái luyến, ngày đó không về trên đó được. Nếu mà nguồn tình biển ái chưa khô thì không về đó được. Cho nên nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Tu hành phải đợi kiếp mô. Nguồn tình biển ái đã khô bao giờ. Ngộ là phải ngộ thiền cơ, mà đèn trí tuệ để lờ đi đâu. Mình làm cho cái đèn trí tuệ mình nó lờ mờ thì
mình không được match với cái đó. Cho nên mình muốn đi đâu cũng được hết á, ăn thua mình muốn không? Muốn là được. Hôm rồi hòa thượng ở bên Phật Học Viện Huệ Nghiêm á, ngài có dạy như thế này: tôi tu tịnh độ mấy mươi năm nhưng tôi chưa vẫn xác định là tôi có được về cực lạc không. Nhưng khi tôi đọc được cái quyển Tư Tưởng Tịnh Độ của ngài Thiện Đạo thì tôi xác định rằng tôi về cực lạc. Vì sao biết không? Nếu mà mình nói rằng niệm Phật đợi tới nhất tâm bất loạn mới được về cực lạc thì chắc điều đó khó quá. Nhưng mà với cái nhìn, với cái cách của ngài Thiện Đạo là chỉ cần có tín nguyện là được về. Tịnh độ là ba món: tín, nguyện, hành. Người tu tịnh độ niềm tin phải thật vững và thật chắc. Chỉ cần tín nguyện là được về, còn nhất tâm bất loạn thì đất trời ơi, tôi nói thiệt chứ tôi còn chưa định nữa. Hòa thượng nói thật vậy đó. Cho nên nếu mà nói là để mà nhất tâm bất loạn để về cực lạc là khó quá. Chỉ cần có tín, có nguyện. Bây giờ mình tin là có cõi cực lạc không? Mình có nguyện về đó không? Rồi yên tâm. Mình tín nguyện là mình, thí dụ bây giờ quý vị có tin có quyền quang không? Quý vị có nguyện đi tới tu không? Đó, có tin là có cái quyền quang, nguyện là đi tới là tới. Ngày hôm qua bà Long Đức bà nói làm sao? Muốn đi qua Tây Thiên mà rủ không ai chịu đi, cuối cùng ở lại. Tại vì biết tin có Tây Thiên mà không nguyện đi Tây Thiên, đợi rủ bạn già mà bạn nào cũng không chịu đi, cái cuối cùng mình sao? Ở lại. Rồi cuối cùng quyết định cũng phải đi một mình thôi. Nguyện mà, tính rằng có Tây Thiên, nguyện rằng có Tây Thiên, muốn đi là được đi. Cho Hòa Thượng khuyến khích quý vị đọc cái cuốn Tư Tưởng Tịnh Độ để tăng trưởng cái đức tin, cái niềm tin của mình ở pháp môn niệm Phật của mình. Chỉ cần tín nguyện là được vậy. Còn nhất tâm bất loạn đời này khó lắm. Nhất tâm bất loạn là gì? Nghĩa là tâm mình không bị loạn động, chỉ một lòng nhớ nghĩ đến Phật. Khó lắm à. Có môn nói là nhất tâm nhiều loạn thì dư sức. Nhất tâm tán loạn, nhất tâm vạn loạn thì ôi, cái đó con bảo đảm con đứng đầu sổ. Vậy thì nếu mình sống tốt, khi chết sẽ về đâu? Bây giờ cái cây nè, cái cây mà lúc mà nó thường ngày, lúc mà nó ngã về phía phải thì khi mình cưa cây nó ngã về đâu? Phía phải. Mà nếu mà nó nghiêng về phía trái thì mình cưa cây thì nó ngã về phía trái. Hằng ngày tâm mình hướng thượng thì đi về cõi thượng, hướng thiện về cõi thiện. Mình hướng cái tâm mình về đâu là mình phải đi về đó. Cách đầu bữa thứ sáu vừa rồi đó, thì có một Phật tử lên đó, thầy ơi, có một bà cụ á rất là muốn gặp thầy. Và bà nói bây giờ bà chỉ cần được gặp thầy rồi bà chết bà cũng vui nữa. Không phải mình ham gặp bà cho bà chết. Nhưng mà tại mình nghe vậy mình chịu không nói. Cuối cùng phải đi. Hay chở thêm mà bà, cái cô đó cũng chở Pháp Hòa với cô Phật tử nó đi thăm bà cụ cho bà vui, thiệt là vui. Bà nói là bữa nay là coi như là mãn nguyện rồi. Con cái ngày nào cũng phone đi làm, phone bà hoài để canh chừng cái bà làm gì. Má, má làm gì? Thì tao ở với ông Pháp Hòa chứ ai. Ông mở băng mà nói vậy đó, nguy hiểm không? Cái tối tối chiều chiều hôm khác gọi lại cái má, má làm gì? Tao có ai ngoài ông Pháp Hòa. Phải ngoài đi thăm bà cụ. Rồi quý vị biết là khi mà đi về đó là tối rồi, 10 giờ đêm rồi. Thì cổ không có đi cái con đường mà cổ thường đi. Trời ơi lạc. Cái phone của cổ lúc đó nó không có sóng gì nữa hết trơn. Nó loạn sóng rồi.
không bắt được cái gì hết. Cứ cuối cùng cổ nhớ trong xe cổ còn cái GPS, cổ đưa ra cho Pháp Hòa bấm dùm. Trời ơi, gặp mình tiếng Anh một bụng. Bấm cuối cùng cũng bấm ra được cái địa chỉ đây. Nhưng mà cứ chạy huốt hoài tại không thấy đường. Nó nói là chỉ còn 2 phút nữa tới thôi, mà hai người cứ đảo tới đảo lui trên xe. Nhưng mà cuối cùng cũng phải tới. Là tại sao? Vì mình tin rằng cái quyền quang nó nằm đây có 2 phút à. Mình nguyện nhất định phải đi về, chứ không thôi chết sao. Đấy. Rồi ráng nhất tâm bất loạn đi. Tôi loạn muốn chết rồi nữa. Tôi đang sợ tôi lạc đường, tôi có đường về đây. Nhưng mà tôi tính là tôi có tính là có địa chỉ này. Tôi nguyện là tôi đi, là dù đêm tối cỡ nào cũng về tới. Pháp Hòa giải thích về đại chúng, mình hướng về cái gì là mình sẽ về cái đó. Còn ba mẹ mình gặp mình có biết hay không, với điều kiện từ đây tới đó đừng có sửa. Trời đất. Em trả lời vậy được không? Để Pháp Hòa kể quý vị nghe chuyện vui sữa nè. Cái ông đó, cái bà, cái cô đó cũng ra, cũng ngồi cũng rầu. Trời ơi, tôi rầu muốn chết. Tôi cho con bạn nó mượn 100.000 nó sửa, mà giờ không biết nó ra sao để đòi. Tại vì nó sửa quá trời quá đó, nhìn không ra. Tôi cho nó mượn tiền sửa mặt, sửa mũi gì, giờ nó nhìn sao tôi không biết, tôi nhìn không ra đâu. Để muốn ông bà nhìn ra mình, với điều kiện đừng có sửa. Trời ơi, em có đi theo dõi mấy cái vụ này đó mà hỏi là kẹt. Con biết có nhiều cặp vợ chồng sống mà gây đau khổ cho nhau. Con nghĩ là nghiệp. Nhưng nếu họ không sửa đổi, không lẽ họ sẽ trả nghiệp hết đời này rồi sang đời khác sao? Xin Thầy cho lời khuyên để họ có thể giải thoát phiền não, chấm dứt nghiệp xấu. Cho lời khuyên là sao? Ký hợp đồng. Thật sự ra đó, thí dụ thôi, nếu mình nghĩ rằng vợ chồng đây là nghiệp không, mình trả hết, quý vị yên tâm, hết mới đi được. Cho nên không có lo là đời sau gặp nữa không. Trừ khi nào sau khi mình đi tìm trả thù kẻ thù, trả thù xong rồi yêu luôn kẻ thù. Cái chuyện đó nó khó trong phim Tàu á. Nó nhẹ, ba nó sắp chết dặn nó, con phải trả thù cho cha. Chết. Trời ơi, nó đi tìm kẻ thù, ai ngờ đó nó gặp con gái của kẻ thù. Sau thời gian làm quen yêu rồi mới biết nó là con kẻ thù. Nhưng cuối cùng sao giờ? Ba nó hỏi, giờ giữa ba với nhỏ đó con chọn đứa nào? Con suy nghĩ kỹ lắm rồi ba, nhưng mà con nghĩ chắc con chọn nó hơn. Giống như mấy chú tiểu đi tu vậy. Đi tu xong chập thời gian rồi, cái bắt đầu yêu thương cô đó rồi, cái về xin thầy cho con ra đời. Thầy khuyên đủ kiểu đó. Trời ơi con ơi, không lẽ tình cảm thầy nuôi con từ nhỏ tới lớn, con tắm thầy sức lotion, con ăn bỏ mứa thầy ăn cho con, có ai thương con bằng thầy đâu, con nghĩ đi. Nói đủ thứ hết. Dạ con xin phép thầy, con về con suy nghĩ, 3 ngày sau con lên. Cuối cùng nó lên nói, con suy nghĩ kỹ lắm rồi thầy, con thương cô đó hơn thương thầy. Lúc đó thầy chỉ biết chấm cơm. Cho nên á, mình mà có thí dụ bây giờ mình trả nghiệp cho nhau, biết đó là nghiệp đi, tư duy biết là nghiệp, thì hãy trả nghiệp trong thảnh thơi. Nhưng mà nếu mình nghĩ ôi trời ơi, cái ngày là nghiệp của tôi là mình nặng lắm. Nguyện chuyển cái nghiệp thành cái nguyện. Nếu tôi không chịu đựng á, may là tôi đó, tôi chịu đựng được người này 20 năm, 30 năm rồi. Nếu người khác đó, họ chịu đựng nổi đâu. Hay là nói bây giờ thôi tôi nguyện, tôi chịu được 20 năm rồi, tôi ráng. Thí dụ vậy.
thì mình thay thế người khác chịu khổ đau vô lượng. Đó là tinh thần của bác Đại Nhân Giác. Các bậc Bồ Tát thì khác thế, coi kẻ ghét người thương như nhau và không đem lòng ghét bỏ những ai đã làm ác, nguyện thay thế cho mọi người mà chịu khổ đau vô lượng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhưng mà thường nếu như mà mình với người đó không còn nữa, thí dụ còn sống mà giờ tự nhiên chấp nhận ra đi, hay là người đó đi luôn vĩnh viễn vậy đó, hết nghiệp mới đi được. Cho nên mình không cần trù, mình không cần trù cho người đó. Mà nếu mà trù mà mình linh á, trù linh á là mình đạo lại. À, bạch thầy, con xin hỏi tại sao mình luôn làm việc tốt mà chịu khổ đau? Người ta có câu ở hiền gặp lành mà con thấy người tốt luôn chịu khổ. Đúng rồi, người tốt thì phải chịu lỗ chứ. Nhân quả có ba thứ: hiện báo, hậu báo, sinh báo. Thí dụ cái gì mình mà trồng nó có quả bây giờ đó là hiện báo. Có những loại cây phải 5 năm sau, 10 năm sau mới có trái, cái đó gọi là hậu báo. Cho nên á, có những cái việc mình ăn hiền ở lành là mới đời này thôi. Còn mình đang hưởng cái gì của đời này, đó là cái quả của cái quá khứ. Những người không biết chữ, nếu mỗi lần đọc kinh họ mở kinh nghe rồi đọc theo có sao không? Có sao không? Không sao. Mà nếu có sao, thì rồi làm sao? Riêng những người không biết chữ rất tốt, dò theo kinh. Nhưng mà đừng la lớn, tại vì mình không biết chữ, mình đọc cái chữ đó nó không đúng, nó làm phiền người kia. Hoặc là mình lãng tai, mình nghe nhịp không kịp, tụng nhỏ để theo nhịp thôi. Thì có đôi khi mình tụng lớn tiếng, mình làm động cái thời kinh, do cái tiếng của mình nó át cái tiếng của người khác. Người ta nói con cháu có cửu quyền phù hộ, nhưng theo Phật thì sau khi chết con người sẽ đi về đâu, đi đầu thai chuyển kiếp. Vậy cửu quyền làm sao thành lập? Trước hết đính chánh là cửu huyền chứ không phải là cửu quyền. Chữ huyền là chữ hắc chứ không phải là cu. Thưa đại chúng, cái chữ cửu huyền phù hộ đó, nếu mà chúng ta hiểu một cách đúng á, nghĩa là ông bà chở che cho mình, truyền lại cho mình những cái đạo đức mà ông bà lúc sống để lại, đó là phù hộ. Chứ không phải là ông bà chết rồi còn lẩn quẩn đâu đó, rồi chờ đứa nào sanh ra phù hộ đứa đó. Không phải vậy. Pháp Hòa ví dụ, thí dụ các tổ của chúng ta, các ngài mất rồi, nhưng mà những bài pháp, những quyển kinh mà quý ngài giảng diễn đó còn để lại, rồi chúng ta đọc, chúng ta hiểu, chúng ta tu tập, có phải là quý ngài đã phù hộ mình không? Quý ngài đã để lại cho mình cái pháp bảo, cũng giống như Phật vậy đó. Cho nên cửu huyền phù hộ là ông bà mình sống có đức và để lại cái đạo đức, cái hạnh lành đó cho mình noi theo. Cho nên ông bà hay nhắc mình để cái đức lại cho con cháu, và đó là cái kế trường cửu lâu dài. Để tiền của cho con, cho cháu chưa chắc con cháu xài. Để sách vở lại cho con, chưa chắc con cháu đọc. Và cái kế lâu dài nhất là để đức hạnh cho con cháu, để cái đức. Cho nên đó là cái trường cửu chi kế, là cái kế lâu dài. Phù hộ là vậy. Ví dụ như các vị nói trời ơi Quan Âm phù hộ tôi. Có phù hộ nếu phước mình còn, tâm mình thành, cái đó nó tương ưng thì cái phù hộ, cái sự thành tựu nó không à. Nhưng mà quan trọng là cái phước của mình phải có. Ví dụ như người ta cho mình một chén đồ ăn rất bổ, rất ngon, nhưng mình không có sức khỏe thì chén bổ đó không tốt cho mình, và thậm chí ăn không được nữa. Cho nên có phước như người có sức khỏe, ăn gì cũng được. Có phước, người có phước thì cái gì cũng có. Còn không có phước thì không có cái gì. Cho nên
cái chữ cửu huyền mà ông bà mình là nó có một vị hòa thượng giải thích, thường thường mình hay gọi là cửu huyền thất tổ. Thất tổ là gì? Ông cố, ông nội, ba, mình, con, cháu, chắc. Bảy đời, trong đó có quá khứ, có hiện tại, có vị lai. Còn cửu huyền á, nghĩa là chín dòng tộc tổ tiên phía trước. Ông sơ, ông sợ, ông sẫm, mò, ông mắm gì đó, sẽ trơ trên. Và có một vị hòa thượng nói rằng cái chữ huyền đó còn có tượng trưng cho sự luân hồi nhiều đời kiếp, thâm đen như là màu huyền. Ý nó là cái sự luân hồi nhiều đời, tái sinh nhiều đời của cha mẹ ông bà. Nhưng mà đó là nói về quá khứ. Còn mình thờ thất tổ đó là dòng tộc gần gũi mình nhất, các vị gần mình nhất, kể từ ông cố, ông nội, rồi ba, rồi mình, rồi con, rồi cháu, rồi chắc. Khi bố con qua đời cách đây 6 năm, quý sư cô đến tụng cầu siêu cho bố con và tụng kinh Vu Lan là kinh đại báo phụ mẫu trọng ân. Đa số Phật tử thắc mắc tại sao cô không tụng kinh, tại sao cô lại tụng Vu Lan trong buổi lễ cầu siêu, vì ai cũng nghĩ là khi làm lễ cầu siêu cho người vừa mất phải tụng kinh Di Đà Địa Tạng. Sau đó vài năm, một người bạn nói với con là được nghe thầy giảng trong một văn giảng thầy. Thầy nói là khi thầy đi tụng kinh cầu siêu cho cha mẹ qua đời thì thầy cũng không tụng Di Đà, tụng kinh Vu Lan. Xin thầy giảng cho con biết khi làm lễ cầu siêu cho người vừa mất nên tụng kinh gì và thân nhân trong gia đình nên làm gì. Con có nghe giảng là thân nhân nên tụng kinh làm phước ăn chay trong bảy thất để hồi hướng phước đức cho thân nhân vừa mới qua đời. Đó là câu hỏi thứ nhất. Bây giờ con vào giải đáp câu hỏi thứ nhất. Dạ đúng, thật sự ra thì nó tùy theo mỗi hoàn cảnh, nhưng mà nếu có được một cơ hội đi đến một cái đám tang mà đám tang đó tất cả các người con hiểu nhiều tiếng Việt thì mình sẽ chọn kinh Vu Lan báo hiếu để mình tụng. Vì mục đích của mình là độ tử lẫn độ sanh. Độ tử là nhân đám tang của cha mẹ họ mời mình tới tụng, thì đây là cơ hội tốt để mình độ cho những người còn sống, mà nhất là các người con. Ví dụ như á, những người con còn khi cha mẹ còn sống có hiếu thảo nhưng chưa thấu đáo được cái ân nghĩa cha mẹ, hoặc là có gia đình mà con cái chưa hề biết quan tâm thương yêu cha mẹ, nhưng bây giờ họ mời thầy tới là chẳng qua họ làm thủ tục thôi, đám tang phải mời thầy, thì tại sao mình không nhân cơ hội để mình khai thị cho họ bằng một bài kinh bất hiếu thảo, để biết đâu chừng cha chết mà mẹ còn thì nhờ họ thấu đáo được nghĩa này mà họ thương cha, thương người mẹ còn lại, hay nghĩ đến ân của cha mẹ mà họ sống tốt, thì họ sống tốt họ tạo được cái phước thiện, thì khi họ tạo được cái phước lành thì họ có mất thì chắc chắn cõi lành họ sẽ. Ngược lại, kinh Di Đà nó thuộc về cái giáo nghĩa cao siêu. Ví dụ như nói trong cõi cực lạc có Phật Di Đà đang nói pháp rồi hóa sen rồi thế này thế kia, với những ai đủ niềm tin về cái đó người ta mới có thể phát tâm. Bây giờ một cái đám tang rất bình thường, người đó không hề biết Phật pháp gì hết, quý vị lợi tụng kinh Di Đà đối với họ là một cái kinh gì rất xa mà họ chỉ tụng thôi mà không biết mình tụng gì. Nhưng mà ngược lại, không cần biết người đó Phật tử không, ai cũng hiểu cái câu rất bình thường: tháng thứ nhất dường như sữa đặc, tháng thứ hai như cục huyết ngưng, mai chiều gì giữ sợ tan bất thường, tháng thứ nhì, tháng thứ ba như thế nào, 4 tháng đã tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng, vân vân. Đọc được ân đức cha mẹ thì không cần họ phải là Phật tử, họ người thường họ vẫn nghe. Vậy thì cái mục đích tụng kinh cầu siêu không phải chỉ cho người chết, mà chúng ta nhân cơ hội đó khai thị cho người sống là điều chính.
Tại vì người sống mà ý thức và biết tu thì nhất định đời sống họ an, là cầu an rồi. Mà khi họ tâm đời sống họ an mà mai chiều họ không mất đi thì họ sẽ siêu ngay khi họ còn sống. Cho nên quý vị nhớ là mục đích chúng ta tụng kinh không phải để Phật nghe, mà tụng kinh là để cho những người còn sống chúng ta đây nè, chúng ta nghe những lời kinh đó, thấm những lời kinh đó để chúng ta tụng. Chứ Phật không cần chúng ta ngồi đó để chúng ta tụng cho Phật nghe. Phải hiểu được cái nghĩa đó. Và ngày nay chúng ta sắp xếp thành một nghi thức để đi tới cầu siêu, để chúng ta sắp xếp, chư tổ sắp xếp, chúng ta sắp xếp vì chúng ta muốn tổ chức thành một lễ nghi. Chứ thời Phật, Đức Phật đi cầu siêu không phải như mình bây giờ. Phật không có tới nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây nhang, rồi Phật không có tới nó tụng chí tâm tịnh lễ rồi đại bi bát nhã gì hết, Phật không có làm cái đó. Và cái Phật đến là Phật nói gì? Này các vị, ở đời hễ có sống thì phải có già, có bệnh, có chết. Cuộc đời là vô thường, thế gian là thay đổi. Các vị phải thẩm thấu điều này để chấp nhận mọi sự ra đi của người thân. Và cái điều quan trọng là các vị phải tạo phước lành cho mình và hồi hướng cho người thân, để làm tư lương cho mình, để mình đi lên những cõi thiện lành. Tức là sự cầu siêu của Đức Phật là đến nói chân lý, chứ Đức Phật không có cái nghi lễ như chúng ta ngày nay. Sở dĩ chúng ta ngày nay có nghi lễ này là bởi vì mình cách Phật xa rồi, thì mình phải tạo thành một nghi lễ để có gọi là một cái tôn giáo. Và tôn giáo thì phải có nghi lễ ngoài giáo lý. Chứ còn chính chắn là chúng ta đến để khai thị. Nói thẳng là chúng ta khai thị. Khai là mở, thị là chỉ. Khai thị là chúng ta chỉ bài cho người đó mở tâm mở trí này. Quý vị tụng bất cứ kinh gì, quan trọng là người ta hiểu mình tụng cái gì. Ví dụ bây giờ nghĩ rằng tụng Di Đà mới siêu thoát, mà cái người mình, cái người sống mà tụng, ngay cái người sống tụng không hiểu mà. Như thiện ngã văn nhất thời Phật tại sao vậy? Quốc kỳ thọ cấp cô độc viên giữa đại tiền giao thiên nhị bán ngũ thập nhân câu giai thị đại a la hán chúng sở kiến thức. Nhĩ thời Phật cao trưởng lão sao lại phất tùng thể tây phương có tập phản ước Phật. Nghe hiểu không? Hiểu. Rồi ngay cả mình cũng đâu hiểu đang tụng gì đâu. Tại vì đó là nguyên âm của tiếng âm hát. Nó còn đi theo mình chút vậy. Mình không còn nữa là thôi. Mà đôi khi còn mình đó mà nó đi với mình, mà nó còn trừng trộ mình nữa chứ đừng nói là bình thường. Cho nên cái chuyện đó mình phải thấy. Độ một người còn sống quan trọng hơn độ người chết. Vì người còn sống họ tu tập, còn người mất rồi là chỉnh ý niệm siêu thoát cho họ. Cho nên bây giờ mình đến đó là Pháp Hòa nói trên mặt tu tập độ đời bằng nghi lễ. Còn nói khi mà người thân mất rồi, mình hồi hướng bằng cách nào? Như hồi nãy vị Phật tử trình bày, ăn chay tạo phước. Nhưng mà khi mình ăn chay để hồi hướng, về trước mắt là người nào được lợi nè? Người ăn. Từ rõ ràng là người ăn chay được lợi gì. Cho nên trong kinh mới nói 7 phần công đức, người sống hưởng 6, người chết hưởng 1. Nhưng mà sự thật là vậy. Khi chúng ta làm một cái điều gì, ngay trong khi chúng ta còn sống, là chúng ta là người lợi lạc trước. Còn người thân mình hưởng một phần cho mình chuyển cái phước đó cho họ, mà với điều kiện người thân đó phải đủ phước để nhận phần đó nữa, chứ không phải cho mà họ được nhận đâu. Cũng giống như bây giờ á, quý vị thương Pháp Hòa quá, quý vị cho những món ăn mà Pháp Hòa ăn không có được, thì cơ thể không tiếp nhận được. Thì cơ thể không tiếp nhận được cũng giống như không có phước mà hưởng thôi. Cho nên người ta cho mình là một chuyện, nhưng mình có đủ phước để hưởng không? Vậy thì rốt cuộc trở lại vấn đề là gì? Còn sống nên tu. Sống mà không tu mà đợi người ta cho mình, chắc gì mình được hưởng.